tuyên án kẻ phản quốc đường Văn Thái. Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án ghi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước y quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự đối với đường Văn Thái và đồng phạm. Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ ăn năn, hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt đường Văn Thái 12 năm tù giam, quản chế 3 năm, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm 6 tháng tù.